Một câu hỏi sẽ dành riêng cho cả anh và cho cả chị nữa. Thường khi mà nhắc đến người chồng của mình thì điều gì làm cho chị nhớ đầu tiên? Điều đầu tiên chị nhớ là chị rất là may mắn có một gia đình rất là hạnh phúc, bố mẹ và con cái, và một người chồng phải nói là lý tưởng đối với chị. Thật nói thiệt cả nhà. Hạnh phúc thật lòng quá nha. Thật lòng, lý tưởng đối với chị biết nhìn trên sân khấu, không phải cho mình không mà riêng cá nhân chị, nhìn trên sân khấu thì hình như quậy hơi nhiều cho nên nhìn không có như vậy, nhưng mà sự thật ngoài đời đó thì Tommy rất là hiền, Hiền, rất là đúng không ạ? hiền, như là ngoài sự tưởng tượng của chị, Nghe hiền hơn cái sự tưởng tượng của chị hiền hơn luôn chị. á. Hiền hơn chị luôn á. Thế thì nếu mà hiền Chị hơn đâu chị có hiền đâu mà sao chị nói hiền hơn chị. nhưng mà như vậy thì có giờ anh bị chị ăn hiếp không, nếu mà chị nói là hiền hơn chị? Bị hoài nhưng mà cái này là cam tâm tình nguyện anh hả? Nhưng Nhưng mà mà cái này là người đàn ông giống như là nhường nhịn, biết nhường nhịn, biết nhường nhịn, có đúng đúng nghĩ rồi. để mà học hỏi bài học đó cũng rất là khó đúng không ạ? Dạ, cho nên chị cũng những điều gì chị có hôm nay chị cũng rất là may mắn. Wow. Và thế thì khi mà nhắc nhở đến bà xã của mình thì điều gì làm nhớ đầu tiên? Cái là anh ấn tượng tốt hoặc xấu cũng được tùy anh ạ. Đối với Sammy thì nói thiệt nha. Tại vì lúc đầu mà hồi xưa mà thấy cái hình ảnh của Linda mà trên trên sân khấu ấy, thì mình nghĩ ô cái cô này quậy quá, quá quá trông quậy phải không? Sợ muốn chạy. Nhưng mà lúc mà quen á thì thấy cô rất là dễ thương và lo lắng cho gia đình, rất khá là thẳng đúng rồi, rất là có hiếu yeah. và nấu rất là giỏi oh. Đó thì bởi vì mình nghĩ đến người rất là tốt, cái là một người phụ nữ cần thiết cho mình đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thế còn phong cách âm nhạc, như nói qua nghe chị kể với khán giả truyền hình là chị biết nấu ăn rồi chị ở nhà chị lớn, bởi vì các con nghĩ là hát khác hẳn hoàn toàn với chị trên sân khấu. Vậy tức thì phong đúng cách rồi. Âm nhạc như thế nào, phong cách âm nhạc của chị á? Phong cách cái phong cách âm nhạc như là cái dòng nhạc chị chọn là nhạc nhạc sôi động nè, chị chỉ có nghĩ rằng là tại sao nó chị không chọn dòng nhạc nó phù hợp với tính cách của chị hơn? Chị nghĩ là tại vì lúc chị mới bắt đầu đó là chị hát nhạc trẻ, cho nên từ đó chị cũng quen hát cái nhạc trẻ rồi thì và chị cũng được sự chấp nhận của khán giả, cho nên chị sợ thay đổi thì sợ khán giả không có chấp nhận hoặc là Không quen đúng không không? quen. Và điều thứ hai đó là chị thấy những người mà hát nhạc nhạc buồn, nhạc quê Nhạc hương, ballad, nhạc trữ tình. đúng rồi, nhạc trữ tình đó, người Việt Nam mình, các nghệ sĩ Việt Nam mình quá là nhiều Nhiều ca sĩ hay, À không phải là nhiều nhưng mà quá là nhiều người hay, cho nên mình không dám cạnh tranh thử. À, thì sao cứ theo dòng nhạc của mình đúng không Mình ạ? cứ đúng rồi mình cứ chị vẫn rất là happy, rất là vui những cái gì mình đã có và những cái gì khán giả đã chấp nhận cho mình, thì chị cũng rất là vui rồi. Và khi mà lần này về lại Việt Nam thì anh chị có một cái kế hoạch nào đó cho một cái tour diễn dài ngày để mà phục vụ hết khán giả của khắp cả nước không ạ? Và lần này Linda và Tommy về đây đó thì đại diễn cho công ty RAS, một cái chương trình từ thiện cho cộng đồng đúng không ạ? Đúng rồi, Dạ. cho anh Hoàng Kiều, Kiều. Và sau đó Linda và Tommy cũng có diễn cho trung tâm Rạng Đông, Dạ. rồi đang đi tỉnh miền Tây và miền Bắc khắp nước Việt Nam. Là đi dài hạn luôn. Đúng Ngày rồi. Tết vừa rồi là anh chị ăn Tết ở ở đồng bằng sông Cửu Long đúng không Đúng ạ? rồi. Dạ. Và bây giờ cũng còn tiếp tục đi cho đến cuối tháng 2. Wow. Và sau đó thì mới trở lại Mỹ. Đúng rồi. Một cái chuyến đi dài ngày như vậy thì có cảm thấy cảm giác làm cho anh chị mệt hay không? Mệt thì không mệt đâu, tại vì như chị nói đó, mỗi lần gặp khán giả là hết mệt rồi. Nhưng mà chỉ có một điều rất là nhớ con. Thế thì sao, tại sao anh chị không quyết định là sẽ bồng bé theo về về đây để cùng đi với mình luôn ạ? Tại vì con chị thì cũng còn nhỏ, cho nên sợ nó đi, mình không cực nhưng mà sợ nó đi thì nó đi 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 hát thì không cực, nhưng mà cái người đi theo chị thấy còn cực hơn là cái người đi hát. Tại vì thà mình lên sân khấu mình làm việc xong mình đi đúng về rồi, đúng không ạ? chứ còn ngồi chờ chờ mình là mệt Sống lắm. mệt lắm. Đúng rồi. Nhưng mà như vậy thì anh chị mỗi ngày có cái thời gian để mà nói chuyện với bé qua điện thoại hay không? Ngày nào cũng phải gọi hết, ngày nào thì bố mẹ chị cũng nó cũng ở với bà ngoại, ông ngoại, cho nên ngày nào chị cũng bắt phải gọi qua nói chuyện. À, nghĩa là phải gọi mà nghe được tiếng nói thì yên tâm hơn đúng không bạn? Đúng rồi. Và khi mà đi diễn ở các tỉnh miền Tây rồi miền Trung nè, được các khán giả khi mà mình lên sân khấu mình biểu diễn hoặc là MC giới thiệu tên anh chị ra thì lúc đó mình cảm nhận từ bên dưới khán giả đón nhận anh chị như thế nào ạ?
cứ là lúc mà mình chưa về thì mình không biết là khán giả đón tiếp mình thế nào, thì khi mình về đây thì mình thấy sự thật thì thế nào? Lúc chưa về rất là lo sợ, rất là lo sợ, hồi hộp, tại vì không biết khán giả có đón nhận mình không và thế nào. Nhưng mà khi về đến đây rồi, chị và Tommy thấy rất là sung sướng, tại vì không phải là được gặp người Việt mình nhiều, và mà còn được sự thương mến của khán giả nữa. Cho nên chị nói khi mà mình sau này mình nhìn lại, mình thấy rất là sung sướng. Về anh mãi mãi, dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi mãi. Thật lòng dù cho nhiều đớn đau, tình vẫn đó sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho anh nỗi đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi mãi. Mà nói về đời sống gia đình thì hai người có những cái bí quyết nào để mà ham nóng nè và luôn luôn làm mới trong cái đời sống vợ chồng hay không, để lúc nào cảm thấy làm mới chứ? Chị lúc nào cũng phải làm mới. Dạ. Thế như vậy thì thường là cách nào chị? Tại vì em quan nghĩ là anh chị cũng bận rộn rất là nhiều, với có thời gian để mà có thể đi chơi với nhau ngoài trừ là chỉ diễn sân khấu thôi hoặc là ăn uống thôi, thì thật ra có một cái phương thức ở đó, một cái bí quyết để mà giữ gìn hạnh phúc không chị? Chẳng như là ham nóng nè, làm mới lúc nào như tưởng như là vợ chồng son vậy đó. Làm như vợ chồng son thì cũng hơi khó, là tại vì cũng 12 năm rồi. Nhưng mà chị cũng sống một cái đời sống rất là Việt Nam. Cho nên nhờ cái đó mà nó làm cho chị với anh Tom Tommy gắn bó dễ hơn là sống cái lối sống của người ngoại quốc. Theo chị thấy như vậy. Và chị thấy đó, khi mình có con đó, là cái đó là cũng một cái điều mà một cái sự gắn bó với gia đình. Những đứa con là một cái cầu nối đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà giữ gìn hai vợ chồng với nhau đúng không? Đúng rồi. Và chị với Tommy thì đi làm thì cũng đi làm dữ lắm. Nhưng mà lúc về đến nhà đó thì lúc nào cũng có một ngày để có với gia đình, con mình và bố mẹ và anh chị em. Và thường những cái dịp lễ như là lễ Valentine